hàng nhận hàng. Tài xế đường dài người ta dễ cô đơn. Dễ cô đơn. Rồi khi khám thì khi các bạn quan sát thì xong hết rồi ha, thì các bạn quan sát môi lớn môi bé ha, có u có sùi có gì ở đó hay không nha, u sùi có gì không, rồi đã có dịch không, nếu cần là khám này là chúng ta khám bằng tai ha, tuyệt đối không đặt có dịch hay gì, nếu mà có yêu cầu đặt mối dịch khi nào, khi cần thiết lúc nào đó, để chúng ta xác định có vỡ hay không vỡ ống. Tức là đặt mối bệnh tốt nhất trong phương pháp là làm đi trai xin test. Học chưa? Đừng nói là chưa học nha, đi trai xin test. À, cái này đã học trong bài vỡ ối ngon, vỡ ối sớm. Rồi khi khám bằng tay nó khám cái gì? Khi đưa cái tay vào cái đệm, khi đưa tay vào cái đệm, các bạn đưa thẳng vào cái đệm, theo tục cái đệm, ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ gặp cái tổ tử cung và cái mặt cắt tổ tử cung, ha. Thì các bạn sẽ biết nếu khám bằng tổ tử cung này thì họ đòi hỏi phải cắt những cái gì. Thứ nhất là hướng tổ tử cung. Nếu mặt cắt đó, chúng ta giờ sờ thẳng vô như thế này đụng ngay mặt cắt đó là hướng cổ trung gian. Nếu cái mặt nó xoay với phía dưới như thế này, ví dụ như thế này đây, nó xoay xuống như thế này đó là hướng cổ sau, nó xoay ra trước vậy thì hướng cổ trước. Tại vì cái hướng thôi nó sẽ làm thay đổi đi cái chỉ số biết số rất là nhiều nha. Rồi đầu tiên xác định cái hướng cổ tử cung ha. Sau khi xác định cái hướng cổ tử cung thì xác định cái gì tiếp? Mật độ cổ tử cung. Mật độ thì mô tả mấy cái? Cứng là cái gì nữa? Cứng mềm mại, chắc, mềm. Thường các bạn gặp ở chắc và mềm ha. Riêng trong lúc sanh thì còn cái là mềm nhưng mà phù nề nữa ha. Mềm nhưng mà phù nề. Rồi cái thứ nhất là hướng cổ tử cung ha. Cái thứ hai là mật độ cổ tử cung nha. Cái thứ ba là độ mở cổ tử cung. Mở là mấy cm ha. Mở các bạn sẽ ghi là mấy cm. Kế tiếp nữa là độ xóa cổ tử cung. Nếu xóa là mình ghi bao nhiêu phần trăm nha. Chú ý rằng nếu cổ tử cung chưa được một ngón, các bạn không thể đưa tay vào độ bên cổ tử cung được, thì các bạn nói là cổ tử cung nhỏ hơn 1 cm ở ngoài, không mô tả độ xóa. Tại vì lúc đó là sao? Các bạn đâu có xào hết được cái độ dày của cổ tử cung đâu mà các bạn ước lượng cái độ xóa. Thấy không? Độ xóa khi các bạn biết được khi là các bạn xào được hết cái phần dày của cổ tử cung. Mà cổ tử cung chưa mở sao mình biết? Rồi, chú ý cái đó. Đó là hết cổ tử cung chưa? Còn mô tả gì không? Rồi, nói lại tôi nghe. Mô tả, cổ tử cung mô tả cái gì? Một là gì? Hướng. Hai. Thứ ba. Đúng. Thứ tư. Sáu. À, những cái đó không thể qua nghe và đi theo trình tự nhất định. À. Tiếp theo trình tự nhất định như vậy. Sau khi đã xác định được cổ tử cung rồi á, thì bắt đầu tới ói ha. Tới ói. Ói thì đầu tiên ói còn hay là ói phở? Nếu ói còn thì ói đầu ói thành lập hay chưa, ói phồng hay là ói dẹt? Nếu ói dẹt sát da đầu, các bạn không biết dở ói hay chưa hay là ói dẹt sát da đầu, các bạn làm sao? À, đẩy thay lại. Chỉ cần đẩy ra chút xíu thôi thì ói nó sẽ tràn xuống. À, và lúc đó chúng ta sẽ sờ được cái lục nhùng này chỗ đầu ói. Khám đầu ói thành lập hay chưa thì các bạn phải chờ khi có cơn đỏ tử cung. Nha. Bình thường nếu không có cơn đỏ tử cung, các
bạn sờ cái đầu ói rất là mềm, không thấy gì hết. Mình cứ nghĩ là ói chưa thành lập nha. Nhưng mà khi có cơn gò rồi thì màng ói nó sẽ căng phồng lên. Do đó khám ói là khám lúc tử cung co. Nếu tử cung chưa co mà đợi lâu quá thì có thể dùng một tay đẩy dồn cái thai xuống để nó tạo cái áp lực lên cái đầu ói. Tuy nhiên nó sẽ không chính xác bằng khi có cơn gò tử cung, tại vì có cơn gò tử cung thì nó sẽ đều hơn rất là nhiều. Được chưa? Nếu ói vỡ thì ói vỡ còn màng hay là ói vỡ hoàn toàn? Ói vỡ còn màng hay hoàn toàn? Chúng ta có thể đẩy nhẹ đầu thai lên để xem cái ói vỡ nó chảy ra, thì để xem màu sắc của nó, độ trong độ của nó có như thế nào. Đó là được thôi. Sau khi nhận định cái ói xong, tiếp tục là cái gì? Ngồi thai. Ngồi thai. Ngồi thai các bạn xem cái gì? Đầu tiên các bạn đã khám ở ngoài bụng rồi, thì các bạn đã hình dung là ngôi này là ngôi đầu, ngôi mông gì đó rồi. Thì ở trong thì các bạn khám cái gì? Tìm cái móc của ngôi. 95% là ngôi chậm chậu cái trước. Thì các bạn tìm cái móc của ngôi, và nó phải nằm ở 1/4 bên trái phía trước hay không. Nếu mà nó không nằm đúng ở vị trí đó, coi chừng là ngôi đầu nhưng mà nó coi chậm nhưng mà chưa cuối tốt. Tìm được cái móc của ngôi xong rồi, thì các bạn sờ xem các cái đường khớp như thế nào. Cái cách tìm cái móc của ngôi sao? Nếu là ngôi đầu, sờ cái rãnh giữa, đi lên trên, đi xuống dưới. Nếu đi lên trên mà nó bị cản lại, cái đường cản ngang nó, và sau đó không còn cái rãnh đó nữa, thì là ngôi gì? Chứng tỏ là cái đó là thành tâm giác, là ngôi chậm. Còn nếu mà sau con thương có cái đường cản ngang nó rồi, và phía sau cái đường đó vẫn còn đường đi tiếp nữa, thì là ngôi gì? Thì cái cho thớp đó là thớp gì ạ? Cách phân biệt nó là như vậy. Đôi khi có trường hợp rồi, các em phải mô tả coi có chồng thớp, có uống khua hay không. Chồng thớp là gì? Chồng thớp là cái xương sọ này nó đè lên xương sọ kia và nó bị co rút lại như thế này. Hiện tượng chồng thớp thường nó xảy ra, thứ nhất là ở thai con, cái thứ hai là bất thường về thai chậu. Cho nên em bé nó phải co rút cái đầu lại, nó chồng thớp. Mà chồng thớp như vậy thì cái tác động của não thai nhi của nó rất là lớn, có khả năng suy thai, trường hợp là phải theo dõi thực sát, nó chấn động ở phần não rất nhiều. Rồi sau khi tìm được cái móc ngôi thai rồi thì các bạn sờ coi thứ nhất có búng huyết thanh hay không, có búng huyết thanh hay không ha. Sờ hai búng chậm coi nó như thế nào, lọt đây là lọt chưa, lọt đối xứng hay là không đối xứng. Rồi và lúc này những cái quan trọng nhất đây là các bạn phải xác định độ lọt độ lọt của ngôi thai. Độ lọt ngôi thai nếu khám trong thì dựa vào cái gì? Nếu khám trong thì chúng ta dựa vào phân độ của Danley. Phân độ Danley thì nó gồm có 5 độ cộng và 5 độ trừ. Tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta chỉ xác định chỉ nó là 2 độ cộng và 2 độ trừ, mà 3 độ cộng và 2 độ trừ mà thôi. Nhớ phân độ Danley không? Vậy định nghĩa lọt là gì? Ngôi thai lọt chưa? Lọt như thế nào? Thì các bạn thấy như thế này. Hai cái búng chẩm nằm ở đây, đường kính hạ chẩm thấp trước nằm ở đây, tức là cái dòng lớn nhất đi qua, nếu qua chẩm thì cái dòng lớn nhất qua đây, thì người ta thấy là hai búi đỉnh mà lọt qua mặt thẳng eo trên thì gọi là lọt, mà nó đang nằm ở ngay mặt thẳng eo trên thì nó là zero, nha. Mặt phẳng eo trên là chỗ nào? Đây. Các bạn thấy cái gờ vô chân là ống giới. Đây là cái gờ vô chân. Đây là cái gờ vô chân.
tương phùng ha. Thì thôi các bạn ngồi đứng đây vẫn thấy mà thấy gì đâu. Khi cái đầu như qua như thế này ha, thì nguyên cái dòng đầu này, tức là hai cái quý đỉnh này đi qua được mặt thẳng eo trên, người ta gọi là lọn. Tuy nhiên rồi thôi được rồi nè, biết cái mặt thẳng eo trên là chỗ nào được rồi nha. Về nước không thì và cắp láp xem lại mặt thẳng eo trên là gì nha. Ngay cái dưới mặt thẳng eo trên là hai cái gai hông đó, thì người ta thấy như thế này nè các em ha. Thứ nhất, sờ cái eo trên và đánh giá các eo trên rất là khó nha. Sờ hai cái mũi đỉnh này cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng đó. Thì người ta thấy rằng là cái vị trí từ hai mũi đỉnh này đến cái phần thấp nhất của đầu, cái phần thấp nhất của đầu là ở đây nha. Từ mũi đỉnh đến phần thấp nhất của đầu, cái khoảng cách này thì bằng mức khoảng cách từ mặt thẳng eo trên đi xuống hai gai hông, hiểu không ha. Khoảng cách từ mũi đỉnh cho đến cái chỗ thấp nhất của đầu thì bằng cái khoảng cách từ mặt thẳng eo trên tới hai gai hông. Do đó thay vì người ta đánh giá độ lọt là dựa vào cái đường kính đi qua hai mũi đỉnh này với mặt thẳng eo trên, thì người ta sẽ đánh giá độ lọt bằng cái phần thấp nhất của đầu so với hai gai hông, hiểu không? Hiểu không? Giống được. Đây là ví dụ như cái đầu đó, nó xuống như thế này ha, thì cái phần lớn nhất đi qua hai mũi đỉnh này nó ngang với mặt thẳng eo trên đó. Thì người ta thấy rằng cái phần thấp nhất của đầu thì nó ngang với hai gai hông. Do đánh giá cái hai cái phần mà đi qua hai mũi đỉnh này nó khó khăn, cho nên thay vì đánh giá như vậy thì người ta sẽ so sánh cái phần thấp nhất ở đầu với hai gai hông để đánh giá tự lọt, tại vì hai cái khoảng cách nó bằng nhau. Tức là cái anh này đi đến ngay mặt mặt eo trên thì anh này đã đi đến gai hông. Vậy thì mình cần gì để so sánh với mặt mặt eo trên nữa, mà chỉ cần so sánh cái phần thấp nhất của đầu so với hai gai hông mà thôi nha. Hiểu chưa? Còn bạn nào chưa rõ nè, hỏi nè. Cái điểm thứ thấp nhất của đầu à, nó sẽ nằm bằng với là chỗ hai gai hông chứ không phải là mặt thẳng gai hông, em hiểu không? Thì nó đi xuống hai gai hông bao nhiêu, nó nằm trên gai hông bằng 1 cm, thì độ lọt nó sẽ là từ 1. Nó nằm ngang hay mặt thẳng hai gai hông thì đó là 0. À, cái phần thấp nhất của đầu nha. À, nó đi qua hai gai hông được 1-2 cm gì đó thì chúng ta sẽ nói là cộng 1 hoặc 3 cộng 2, hiểu không? Có nghĩa là chỉ cần so sánh với cái mặt thẳng thấp nhất của đầu, cái phần thấp nhất của đầu với hai gai hông, ta sẽ tính độ lọt. Rồi hiểu chưa? Rồi còn bạn nào chưa hiểu phần nào hỏi. Rồi xác định xong cái độ lọt rồi ha, thì ta sờ qua hai mũi đỉnh, có hai mũi đỉnh này có đối xứng hay không, để biết chi không các em, để coi đây là lọt đối xứng hay là lọt không đối xứng ha. Rồi xong chưa, khác đầy đủ chưa? Khi các em đưa cái tay vào đảo ăn khám thì ít nhất mới nhìn các em khám phải 3 phút trở lên nha. Sau khi khám như vậy rồi thì bây giờ tới khám khung chậu. Khám khung chậu trên lâm sàng thì người ta sẽ có những cái điều gợi ý mà thôi nha. Thứ nhất là các em sờ cái bọng vô, nếu mà các em sờ chạm bọng vô thì các em sẽ tính được đường kính bọng vô hạ vệ ha. Đường kính bọng vô hạ vệ này thì các em sẽ suy ra đường kính mỏng vô hậu vệ, hậu vệ bao nhiêu thì gọi là hẹp eo trên. Bao nhiêu là giới hạn? Về đọc lại bài, bài đó bác sĩ Phong dạy phải không?
về là tại bà ha. Đó chỉ là sẽ có vài câu đó đúng không? Học ra đi, đi về vừa. Thường các cái tay mà ngắn ngắn thì các em sẽ sờ không chạm được ngay không? Nếu chờ không chạm thì đâu cần đo không? À, các em chỉ nói là sờ không chạm ngay, ê phụ vô. À, sờ không chạm mỏng vô thì người ta sẽ biết rằng à cái đường kính này nó bình thường. À, cái thứ hai để xác định eo trên có hẹp hay không, à, các em sờ cái đường vô danh, đây cái đường vô danh nằm đây, ha, đường vô danh nó nằm ở trên cao này, ha. Sờ nếu mà các bạn sờ được trên 1/2 đường vô danh là đã hẹp được eo trên, thường chúng ta chỉ sờ được 1/3 cái đường vô danh này thôi, ha, sờ được vô danh để xem có hẹp eo trên hay không. Sau khi sờ đường vô danh xong, à, thì các bạn lật cái ngón tay xuống, sờ cái mặt trước xương cùng. Sờ mặt trước xương cùng coi độ cong của nó như thế nào. Nếu mà độ cong của nó nếu mà nó thẳng quá thì nó sẽ hẹp đường kính trước sau của eo giữa. Vậy eo giữa là dựa vào cái gì? Thứ nhất là cái độ cong của xương cùng. Cái thứ hai đó là hai cái gai không. Hai gai không này càng hội tụ càng nhọn bao nhiêu á, thì cái khả năng hẹp càng lớn bao nhiêu. À, như vậy hẹp ở giữa lâm sàng có gì này? Về đọc lại bài lý thuyết coi hẹp ở giữa nó sẽ có cái gì. Hình như cái đó thì dạy rất là kỹ. Xương thẳng, xương cùng thẳng nè, hai gai hông nhọn nè, hội tụ nè, ngôi thai thì sao, đầu ngừng quay ở kiểu thế ngang, nhớ không? Về đọc lại bài có câu đó không? Đó là dấu hiệu tiên quyết trong lúc chúng ta theo dõi sản khoa. Khi các bạn thấy đầu ngừng quay ở kiểu thế ngang thì có ngay đang hẹp ở giữa thì mỗi ngày không có nắng gì hết và chống chỉ định tuyệt đối sinh kỳ. À, tại vì sinh kiềm tổn thương cho mẹ và em bé hết rồi đấy, là hẹp ở giữa mà các bạn sinh kiềm gắng dùng cái lực kéo qua thì nó sẽ tổn thương em bé thôi. Và thường lọt ở giữa hẹp eo giữa thì đầu nó sẽ lọt vào cột cọc, nó ngừng quay kiểu thế ngang và nó không tiến triển được, nó không tiến triển được. Rồi sau khi sờ mặt trước xương cùng, sờ hai gai hông, hai gai hông từ trên tâm sàn các bạn thả là hai gai hông nhọn hội tụ. Ha, hai gai hông nhọn thì người ta sẽ biết là đây là hẹp hay là hai có khả năng hẹp cả eo giữa và eo trên rồi, xương cùng thẳng người ta biết là như thế nào. Hoặc là các bạn sờ chọn chạm mỏng vô góc hòn bẹn thấp thì người ta biết hẹp cái gì rồi. Rồi sau khi đó rồi nếu mà cái xương cùng cong quá thì các bạn sờ cái mỏm cục ở phía dưới, tại vì xương cùng cong quá cong thì có thể hẹp cái đường kính trước sau của eo dưới. Hẹp đường kính trước sau của eo dưới thì không cản trở trong quá trình sanh. Tuy nhiên sanh nó sẽ bị rất tần sinh môn rất là nhiều. Cái thứ hai thường nó sổ ở kiểu chậm cục. Bài phải vậy không? Đợi các anh chưa học hay là không học? Hay là học rồi quên? À, thường nó sổ ở kiểu chậm cục. Các em muốn làm tốt thì phải học lý thuyết tốt, vận dụng lý thuyết vào lâm sàng, chứ không ai nói tôi làm lâm sàng để tôi nhớ nó, không phải. Bắt đầu tất cả mọi cái đều từ lý thuyết đó. Cái mà người ta nói kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là một người đọc sách nhiều áp dụng nó vào lâm sàng và đánh giá nó như thế nào, chứ không phải là cái kinh nghiệm mà tôi làm lâm sàng tôi phát hiện ra thì xin lỗi với cái đó. Nước ngoài quốc tế và các bậc thầy của mình người ta đã phát hiện từ lâu rồi, tại các bạn chưa đọc, chứ không phải là cái này là của tôi phát hiện ra sao. Đi qua giờ hầu như người ta phát hiện gần hết rồi, mình không có cái gì để phát hiện nữa đâu. Bây giờ chỉ vào đi vào sâu vào di truyền sinh học phân tử thì mới ra nha, mà di truyền sinh học phân tử còn lâu rồi mới phát hiện nha. Tại vì bây giờ này ngay cái chương trình mấy em đọc đâu có đâu, tôi đã coi chương trình học rồi. Có đại học Cần Thơ nó khó mà nó đưa vô là hình như có một đơn vị học mười mấy tiết học chương trình sinh học phân tử, học tiếp được cái gì
Trong khi đó là mát hay điên hoặc mấy chục đơn vị ông thần cũng không nhớ là đúng 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 mày không có mắt Lenin sao mà làm mày thành công dân Việt Nam được. Rồi sau khi các em xài như vậy rồi ha, thì kế tiếp các em bật ngược cái tay lại, áp vào thành sau của sumo. Khi áp vào thành sau của sumo thì các em sẽ xem coi. Nếu mà áp được thì người ta nói là bình thường thì thôi, bình thường thì áp được khoảng từ 2 đến 3 ngón tay, áp sát cái xương mù như thế này. Nếu mà các bạn áp được khoảng 1 ngón tay thôi, đưa 2 ngón tay vào, nếu mà tay nhỏ nhỏ đưa 3 ngón tay vào không áp được sát xương mù thì ta nói là gấp dồn dễ bẹn, hay còn gọi là thường là gấp quần rễ thấp. Nếu gấp quần rễ thấp thì nó sẽ làm cho các đường kính trước sau bẻ ra gì hả? Cái thứ hai, nếu mà các bạn đưa vào được 2 ngón tay thôi, còn đưa vào nữa không được, tại vì gấp được vậy đó, nhỏ như vậy, thì người ta nói là gấp vòm vệ ổn tụ, hoặc là gấp vòm vệ hẹp. Gấp vòm vệ hẹp thì nó hẹp theo giữa. Rồi, sau đó, lúc này mới sờ hai bên, tôi có u vú gì nó cản ở dưới tiểu cung hay không? Thường coi có nó u buồn trứng hay gì nó lọt xuống dưới này không, biết là khi nó lọt xuống cuối cùng nó nằm nó ngăn cản cái đầu thai ra ha. Nếu không thấy gì hết thì hoặc lấy tay ra, lấy tay ra thì theo dõi cái nước ối có theo gan hay không, có dịch gì theo gan hay không ha. Nếu ối có theo gan thì nước ối đó màu sắc thế nào, như thế nào, đục hay trong, màu gì, nước ối có màu xanh là sao. Nước ối có màu xanh trong môi mông thiếu hoặc môi mông đủ. Có xin thai không? Trong môi mông ha, nước ối màu xanh thì chưa chắc là xin thai. Tại sao? Trong quá trình chuyển dạ, cái mông em bé nó xuống đây, nó đụng phần mềm, nó co kéo mông em bé ra. Trong lúc co kéo này nó có thể làm giãn cơ dòng hồng môn, gây thoát thân ra, gây thoát thân ra. Chứ không phải là thiếu oxy mà nó tiêu phân xung. Nha không? Thì trong cái ngôi mông đủ hoặc là ngôi mông dưới kiểu mông, nước ối có phân xung, bạn đừng có kết luận dội dài là em bé bị suy thai, mà hãy đánh giá lại cái tiền thai thế nào chẳng hạn. Cái đã có thể là siêu thai nhưng không có thể không, đó là do hiện tượng co kéo như thế này đó. Rồi sau khi lấy tay ra xong thì các bạn sẽ biết được chính xác chỉ số huyết xớp mình bây giờ là bao nhiêu ha. Về là xem trong cái bài, trong cái cuốn sản phụ khoa tập 1 của các anh chị á, trong đó có một cái bài là thai giả coi người ta ghi cái chỉ số huyết xớp là gì, hoặc là lên mạng gọi chỉ số huyết xớp nó sẽ cho b bò y cắt ô bờ chân mở chỉ số học thuộc cho tôi cái bảng chỉ số huyết xớp và các đánh giá chỉ số huyết xớp nha. Chỉ số huyết xớp từ bao nhiêu điểm đến bao nhiêu điểm thì thời gian xanh là bao lâu xong hết rồi trang mượn cảm ơn các bạn. Thật thi xong chưa? Chưa. Thì hai cái gặp không? Tôi với em. Cái này để làm gì vậy? Rồi nha, các bạn nhớ nha, về học cho tôi các bạn chỉ số huyết xớp. Rồi cái đó là cái khám trong đã xong, bây giờ chúng ta học ngược lại khám ngoài. Phẫu thuật Leopold gồm có mấy thao tác? Bốn thao tác. Phẫu thuật thứ nhất,
đầu tiên thì cái tư thế của người khám và người bệnh như thế nào? Ba thủ thuật đầu tiên thì chúng ta quay mặt về phía mặt sản phụ ha. Tất cả những thủ thuật này chúng ta đều làm hai tay, có cái nào làm một tay không? Thủ thuật gieo con thứ ba thì chúng ta dùng một tay. Thủ thuật thứ nhất là gì? Mục đích thủ thuật thứ nhất để làm gì? Cái gì nằm đây cuối cùng? À, tức là ở đái tử cung là phần nào của thai ha, đái tử cung là phần nào của thai thì đầu tiên khi mà chưa gì hết thì các bạn vô nhìn ha. Nếu mà thường nếu mà là thai này là một cái thai dọc ha, thì hình dáng của tử cung như thế nào, đó là hình trứng trục dọc ha. Cái này là mô tả trong bệnh án ha. Nhìn ở bụng thì các em phải mô tả được à, bụng bè ngang hay là hình trứng trục dọc. Cái thứ hai, xem coi có vết mổ hay cái sẹo ở trên bụng hay không. Rạn da nhiều hay ít, có rạn da bụng hay không. Có khớp dị ở bụng hay không, khớp dị rốn, khớp dị thành bụng hay không. Đó là quan sát tổng thể. Rồi bây giờ, sau đó các bạn đo dòng bụng, đo dòng bụng thì đo ngang qua rốn. Còn dòng bụng bình thường thì nó khoảng từ 90 đến 95 cm.